I'm so beautiful. Yes. Why? You didn't make up why you still beautiful. Because she's a little girl. Yes, come on. Why? And a beautiful skin. Yeah. Now it's so dry. Even the weather is so dry, but you're still beautiful. What? Chi Pu khiến các tỷ tỷ đập gió phát cuồng vì làn da, để mặt mộc cũng liên tục được hỏi sao em đẹp quá vậy. Ngay từ những ngày đầu tham gia đạp gió 2023, Chi Pu luôn là cái tên nhận về đông đảo sự quan tâm của phía cộng đồng mạng. Xuất sắc hơn cả giọng hát và vũ đạo của cô nàng chính là nhan sắc. Không chỉ được công nhận ở Việt Nam, nhan sắc của Chi Pu còn khiến các chị đẹp của đạp gió phát cuồng. Bởi Chi Pu với gương mặt mộc thì liên tục nhận được câu hỏi rằng sao em đẹp quá vậy? Các tỷ tỷ tại đạp gió đã phải thốt lên rằng sao em đẹp quá, em ấy không cần make up mà vẫn xinh đẹp tuyệt vời. Và khi được khen da đẹp như vậy, Chi Pu khiêm tốn nói rằng da em khô lắm. Và ngay sau đó thì Ella đã nhanh chóng phản bác rằng dù thời tiết khô hành nhưng em ấy vẫn xinh đẹp. Cô nàng được các sao Cbiz khen ngợi đến mức phát ngại và nhìn mặt mộc của Chi Pu trong show mới hiểu được lý do vì sao cô nàng lại được khen nhiều đến như vậy. Cũng có thể thấy rằng không phải bây giờ Chi Pu mới đẹp mà trước đó thì cô nàng đã vô cùng xinh xắn và ngọt ngào. Năm 2016 thì Chi Pu cũng từng tham gia cuộc thi về nhảy, liên tục xuất hiện với gương mặt mộc trong phòng tập. Không cần make up mà khi đó Chi Pu vẫn nét nào ra nét đấy, làn da thì mịn màng đều màu khiến nhiều người phải ghen tị.